Thank you.
Làm gì ấy? Làm gì ấy? Wow, khoai hấp. Bi giỏi thế, Bi hấp khoai luôn á. Mẹ Bi ra đây ngồi đây, chỉ lấy khoai ra cho nóng ấy. Trời, Bi gắp khoai ra cho Bi nha. Bi giỏi quá. Ở nhà tới hấp khoai, giỏi thế. Chờ chị xíu nha. Chị để khoai ra đây nhé. Bi chờ xíu xíu thì lấy ghế cho Bi nha. Ghế của Bi đẩy đây đi. Ghế đấy thấp quá đúng không ạ? Ghế của Bi đây. Để chị đẩy đi Bi nha. Có gì đây này? Có quá. Bắt tay nha. Ừ, chờ chị nhé. Ừ, đi rồi. Bi hấp quay ngon thế. Chờ chị xíu. Chờ. Cắt cho Bi trước nha. Đi chờ chị xíu nhé. Ngon chưa? Chờ xíu nhé. Đây, rồi, này. Chị gắm cho Bi này. Đi chị này. Đúng rồi. Chị gắm cho Bi trước nha. Thêm còn nóng nè. Bi hấp lâu hết rồi nhỉ? Hơi bớt nóng rồi đấy. Đây, Bi này. Bi hấp giỏi thế. Bi hấp khoai giỏi. Ngon thế chị. Đây. Đó. Đây. Đây, Bi tự ăn nhé, để chị lấy cho. Chị bóc khoai ăn của Bi nha. Thì cắt thêm cho Bi nhé. Ăn từ từ thôi thì cắt thêm cho. Đây, Bi đây, phải Bi đây. Phải Bi đấy. Cắt thêm cho Bi. Ăn cho nó nhé. Chị ăn cùng Bi nha. Phải Bi hấp ngon nhỉ. Ngon tuyệt vời. Ăn cho Bi nha. Đi ăn miếng của Bi. Miếng ở đây ngon hơn à? Thank you.
Còn mày mèo không chịu đứt ra bia đó. Chịu đứt ra bia. Ăn mất, chỗ này đủ rồi đấy. Ăn xong rồi. Rồi, hết rồi. Chị lấy khăn cho bia nhá. Chị ở đây chị lấy khăn cho bia. Dọn cái này đi. Đây đi khăn lau miệng của Bi đây. Bi sạch quá, đây là khăn lau miệng của Bi nhé. Đó, lau miệng cho xong. Đây, vào đây nè. Tay bên này. Bi giỏi chứ. Giỏi quá, chị mua bỉm cho Bi rồi đấy. Giỏi. Chị dọn cho Bi nhé. Dọn nhé.